Những người mê chụp ảnh có lẽ khó bỏ qua vườn dâu tây khá là mắt như thế này. Nhưng thiết kế vườn dâu tây theo một lối riêng, ý định của chủ trang trại Đình Farm không phải để làm đẹp mà cốt là để tiết giảm chi phí. Đầu tiên là tiết kiệm đất, bởi chỉ cần một chiếc trụ đưa xuống đất thì có thể trồng đến 4 chậu dâu tây. Chính kiểu trồng dâu tây theo hình tháp mà nước tưới, phân bón được tận dụng tối đa, không có chuyện lãng phí. Còn về công lao động, ứng dụng công nghệ cao đã giúp nhà vườn không tốn nhiều công chăm sóc, chẳng hạn ở khâu tưới nước, kiểm soát dịch hại. Cái hệ thống tưới nó đồng bộ á, thì mình đưa cái nước phân bón á, vừa đủ cho cái cung cấp cho cái cây trồng thôi, nó không quá dư, cũng như là cây nó phát triển cân đối, thì khi qua đó là mình đã tiết kiệm được một cái lượng nước với lại lượng phân bón rất là lớn. Lan Bian Farm, trang trại canh tác hoa và rau có tiếng ở Lâm Đồng. Đây là khu sản xuất cây giống, nhưng khu sản xuất cây giống này thì hết sức khác biệt. Khác biệt bắt đầu từ việc thiết kế bàn trượt, trên đó đặt cây giống. Việc tưới nước cho cây giống cũng theo một kiểu khác với lâu nay. Nước và dinh dưỡng cho cây được thu hồi sau khi tưới. Chúng tôi làm cái hệ thống tưới ngập chim, tưới được hàng trăm ngàn cây giống một lúc. Cây giống giảm thiểu bị bệnh tật. Cái thứ hai là rất là nhanh. Về phía nông dân, điều dễ thấy là không thể thay đổi được giá phân bón. Giá nhân công trên thị trường đang ở mức cao trong những tháng qua. Vì vậy, cách để tiết giảm chi phí vẫn là phải thay đổi canh tác. Thực tế ở một số trang trại tại Đà Lạt, một khi ứng dụng công nghệ cao, xây dựng quy trình canh tác khoa học thì hoàn toàn có thể giảm được chi phí. Thế giới đó họ đã làm hết rồi, nhưng mà vấn đề là mình ứng dụng vào cái điều kiện cụ thể của mình như thế nào. Đối với nông nhân họ vẫn có thể làm được như chúng tôi, nhưng vấn đề là ai hướng dẫn họ và họ có chịu làm hay không? Công nghệ có thể làm thay cho nhà vườn nhiều phần việc, và công nghệ cũng giúp nhà vườn kiểm soát, tiết giảm chi phí đầu vào trong canh tác. Vấn đề còn lại ở vùng nông nghiệp Đà Lạt là làm sao để nhiều nhà vườn có đủ điều kiện ứng dụng công nghệ cao một cách đúng nghĩa, bởi số tiền đầu tư công nghệ không phải là nhỏ.